Một trong những điểm mới của chiến dịch tiêm chủng lần này là triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong cả quy trình tiêm chủng. Cục Thông nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết có hai cách để đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 online. Cụ thể, cách thứ nhất, truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ở đường dẫn tiêm chủng COVID 19 gov vn để đăng ký trực tiếp trên website. Cách thứ hai, đăng ký tiêm vaccine COVID-19 bằng cách truy cập đường dẫn hssk.kcb.vn để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và IOS. Khi tải về sẽ có phần đăng ký, đăng nhập với số điện thoại. Sau khi xác thực thông tin trên phần mềm, người dân sẽ thấy thông tin về hướng dẫn đăng ký tiêm vaccine. Để đăng ký tiêm, người dân phải cung cấp thông tin cá nhân kê khai trên bảng đăng ký. Các thông tin được chuyển đến các điểm tiêm chủng mà người dân đã đăng ký các điểm tiêm sẽ sàng lọc đánh giá tính chính xác của thông tin lên danh sách khi có vaccine sẽ báo cho người dân hẹn thời gian đến khám sàng lọc và thông báo lịch tiêm cụ thể